Đệ tử quy Trung Hoa. Đạo làm người, thánh nhân dạy, hiếu đệ trước, kế cận tín, yêu mọi người, gần người nhân, có dư sức thì học văn. Cha mẹ gọi, trả lời ngay, cha mẹ bảo, chớ làm biến. Cha mẹ dạy, phải kính nghe, cha mẹ trách, phải thừa nhận. Đông phải ấm, hạ phải mát, sáng phải thân, tối phải viên. Đi phải thư, về phải trình, ở ổn định, nghề không đổi. Chớ tự ti, đừng tự bỏ, thánh và hiền dần dần đạt. Kiến trúc sư giỏi giang. À. Hả? Hả? Đóng xong rồi. Em xem, có ngôi nhà này rồi, em không phải sợ bị nắng chiếu hay mưa ướt nữa. Buổi tối không có sợ bị lạnh, đây là phòng ngủ của em. Nơi này là nơi mày ăn cơm đó. Hiu Hiu thật lợi hại, có thể làm kiến trúc sư rồi đó. Thật sao ngoại? Thật đó, mọi người đều sẽ rất tôn trọng con. Vậy sau này con sẽ là một kiến trúc sư giỏi, xây thật nhiều căn nhà xinh đẹp. Có bản lĩnh thật sự, tự nhiên sẽ được mọi người tôn trọng. Hiếu Hiếu à, con không được kiêu ngạo tự đại đâu đó. Học bản lĩnh vững vàng từng bước một càng quan trọng hơn. Thật đó, âm thanh phát ra từ chỗ cửa sổ, ồn chết mất. Chuyện gì vậy ha? Hay là để tới nay rình coi, anh giúp em tìm thử. Hả? Có chuyện gì thì nói với nhau đi. Em muốn theo anh học tập để làm căn nhà đẹp. Hả? Em nhìn thấy căn nhà mà anh làm cho chú chó, em rất thích. Em hy vọng anh có thể chỉ cho em cách làm. Em cũng muốn làm kiến trúc sư cho khu rừng để mọi người sùng bái em. Tại sao em muốn mọi người sùng bái em? Như vậy thì có thể ăn ngon ngủ ngon. Được, anh đồng ý với em. Em yên tâm, ông ngoại nói rồi, chỉ cần em thực sự có bản lĩnh thì nhất định sẽ được mọi người kính trọng. Còn phải lo mấy ngàn chỗ ở sao? Để anh thiết kế, em làm theo, chúng ta hợp tác. Chẳng bao lâu nữa, ta có thể xây rất nhiều căn nhà xinh đẹp. Để ông ngoại xem anh lợi hại như thế nào nha. Anh không có kiêu căng tự đại đâu. Hoàn cảnh ở đây rất tốt, dùng cái này để làm vậy. Những căn phòng nghỉ dưỡng cao cấp đều là xây dựng ở những nơi có phong cảnh rất đẹp. Được được, xây ở đây đi. Em xem, anh tìm thấy một tấm hình của một căn nhà rất đẹp nè. Xây theo căn nhà trong tấm hình đi. Để anh dạy em. Anh kêu em gõ chỗ nào thì em gõ chỗ đó, có biết chưa? Nghe rõ chưa? Vâng, vâng. Vậy bây giờ mình bắt đầu nha. Cố
cùng cũng xong rồi. Hả? Căn nhà đẹp quá. Đúng vậy, là ai làm vậy? Thật lợi hại. Sáng sớm hôm qua vẫn còn là một gốc cây mục. Chào buổi sáng mọi người, là do mình làm đó. Wow, kiến trúc sư hả? Thật giỏi quá. Mình rất muốn coi thử. Chân của mấy bạn dơ như vậy, mùi vị ở trên người quá khó ngửi. Mấy người đừng có làm dơ căn nhà của mình đó. Chúng ta hãy đi thôi. Đừng đi, mọi người hãy qua đây. Các em thích ngôi nhà này của tụi anh lắm, có đúng vậy không? Đúng vậy. Các em có thể vô đó ở nha. Có thật không vậy? Đương nhiên là thật rồi. Đây là phòng nghỉ dưỡng xây cho mọi người. Nhưng mà ở lại một đêm ở trong căn phòng xinh đẹp như vậy, mọi người phải nộp một ít thức ăn ngon làm thù lao. Kiến trúc sư không thể dứt giả vô ích có đúng không? Đúng vậy, em ở. Làm kiến trúc sư thật tốt, có ăn có ngủ không phiền não. Kiến trúc sư, tối nay mình có thể ngủ ở phòng nghỉ dưỡng không? Được chứ. Lần trước mấy trái táo chua của bạn khá ngon đó, mang cho mình một ít là được. Mình, tổ của mình bị chiếm rồi. Bây giờ cái gì mình cũng không có. Không có thù lao, vậy thì không được ở. Sao bạn lại không có tâm đồng cảm chứ? Nếu mọi người đều như vậy thì mình làm gì có địa vị nữa. Thế nào rồi? Có phải là bây giờ không phải lo nghĩ về ăn ở nữa? Đúng vậy. Thế nào? Tin anh là không sai mà. Chúng ta cùng nhau xây nhà mới đi. Được, càng nhiều càng tốt. Anh đã xem rồi, bên kia có một cây đại thụ. Lần này chúng ta sẽ làm căn to hơn. Em dùng thêm sức đi. Ngươi cứng quá, không giống gốc cây mục kia. Em gõ không được. Để anh. Anh làm đau em rồi. Hai người thật vô lý. Sao lại có thể làm hại bọn em như vậy? Dùng gốc cây mục làm căn nhà thì cũng thôi đi, đánh cây còn sống như tụi em cũng không buông tha. Thật không biết yêu thương cây cối. Đúng vậy, phải trị tội bọn họ. Đúng vậy, chỉ nghĩ tới bản thân có gì hay ho chứ. Còn ngay ra đó làm gì? Cây cũng bị các người đóng đinh làm bị thương rồi, còn không mau gỡ đinh ra. Anh đi tìm tiểu sủng ca tới giúp đỡ. Đừng hòng chạy. Anh. Bạn cũ của chúng ta tới rồi. Lâu lắm không gặp chị. Chị xem, em đã lớn thế này rồi nè. Được, được. May nhờ có chị lúc đó chữa khỏi bệnh giúp em. Em mới làm tổ mới, chị tới nhà em làm khách đi. Hiếu hiếu. Tiểu sủng ca. Bây giờ hai em đã hiểu chưa? Bản lĩnh của hai em còn kém xa. Hơn nữa có bản lĩnh còn phải có đức hạnh nữa. Phải nghĩ nhiều cho mọi người hơn, đừng chỉ nghĩ cho riêng mình. Giống như chị chim gõ kiến đó, nhìn mọi người yêu thương chị ấy biết bao. Xin lỗi, là anh sai rồi. Tụi anh trước đây thật vô lễ, luôn tự cho mình là đúng. Xin mọi người tha lỗi cho tụi anh. Bây giờ anh đã hiểu rồi. Đức hạnh quan trọng hơn tài năng. Hơn nữa,
tài năng của bọn anh so sánh với bậc thầy thực thụ thì còn kém xa lắm. Vậy chim gõ kiến nhỏ mau nhanh chóng bái sư đi. Wow, thật đẹp quá. Cảm ơn hai người. Mình không cần đâu. Hai người vẫn là những kiến trúc sư giỏi giang. Cảm ơn mọi người. Mọi người đừng gọi tụi anh như vậy nữa. Thật ra tụi anh càng hy vọng mọi người coi tụi anh là bạn tốt. Các bạn nhỏ thân mến, có bản lĩnh thật sự thì phải nhớ báo đáp mọi người, báo đáp xã hội. Bản lĩnh như vậy mới có giá trị, mới có thể có được sự tôn trọng thật sự. Mọi người phải nhớ kỹ đó. Love.